Hello cho anh em quay trở lại kênh nước mía mobile nha. Thì hôm nay là cái ngày thứ bảy, ngày thứ bảy của game đó. Bây giờ là cái ngày mình ngóng trọng nhất và cái cuộc mốc, cái cuộc mốc này là cuộc mốc quan trọng nhất ở trong game nha anh em. Ở trong cái game này thì ngày thứ bảy thì như mình cũng đã nói, thì khi mà anh em đăng nhập thì nó sẽ cho anh em con tiểu long nữ nha. Đây qua đăng nhập đây, tiểu long nữ 3 sao, 300 kim nguyên bảo và 90 thể lực. Còn cái này gì đây? À, những cái cục để mà tăng luyện công thôi. Cục này thì farm đầy. Đây ok, bây giờ đã nhận được tiểu long nữ 3 sao rồi anh em. Đấy, truyền thuyết giang hồ. Thì như mình cũng đã nói thì tiểu long nữ này á, thì mình sẽ thay bằng Hoàng Dung nha anh em. Đó, thay tiểu long nữ qua bằng Hoàng Dung. Con Hoàng Dung thì tuy nó skill của nó là mạnh đó anh em, nhưng mà nó gây hiệu ứng ở trong cái comeback anh em, ở trong đội á, thì cũng khó ha. Ủa cha, kết giao tiểu long nữ luôn nè. Ok, bây giờ mình sẽ thay đổi hiệp khách thôi. Thay đổi hiệp khách tiểu long nữ vào Hoàng Dung thôi. Hoàng Dung nuôi vẫn được nhưng mà nó khó lên quá. Tiểu long nữ chắc chắn anh em sẽ lên được 4 sao đó anh em. Đấy, của cha trừ lực chiến dữ vậy. Đồ thì mình sẽ up từ từ nha anh em. Đó, video những cái video khác thì mình sẽ up đồ từ từ. Gì đây? Ngũ độc hồn. Rồi cứ trang bị cho em nó bình thường đi. Bây giờ thì up lại từ đầu nè anh em. Đấy, tiểu long nữ này thì anh em qua những ngày đăng nhập sau thì nó sẽ cho anh em thêm mảnh để mà lên được 4 sao luôn nha anh em. Đấy, con này là nên nuôi đấy. Mình thấy những top nông dân đồ các thứ là nuôi con tiểu long nữ này khá là nhiều. Ồ, tăng nhanh, trang bị nhanh. Trời ơi, mấy ổng lên nhận tiểu long nữ nhiều ghê chứ nè. Đấy, ngọc của mình dư rất là nhiều. Nên luyện con em tiểu long nữ này lên thì nó sẽ không có chậm đâu. Có ngọc trời tới 100 mấy viên luôn nè. Tại mình quét ải anh em, quét ải tu luyện á, nó sẽ cho ngọc up tướng nhiều lắm. Chết cha, trời nó lên tới tím rồi. Ok, thì em cũng em nó cũng đã ô cha ngưng thần. Ngưng thần được hai lần nữa nè anh em. Đó, mình tích được 27 mảnh đó, nên ngưng thần được à. Đây, kinh mạch. Kinh mạch thì anh em nâng cấp vừa đủ xài thôi, tầm 5 thôi. Đấy, cái nào cần thiết thì nâng tầm 5 thôi là đủ xài rồi. Sau mình tích nhiều ngọc nâng hơn thì mình sẽ nâng vào để mình dồn những cái con khác, như ví dụ như con kinh gác nha anh em. Rồi thì đội mình, hình của mình thì cũng đã thay được em tiểu long nữ vào rồi anh em. Đấy, con tiểu long nữ này á thì sau đăng nhập ngày thứ 8, tức là ngày mai, thì nó sẽ cho anh em thêm 15 mảnh. Đây, 15 mảnh đây, mỗi ngày được 15 mảnh. Để anh em up lên được đúng 4 sao luôn nha anh em. Còn những cái mảnh anh em tích từ trước đó thì anh em nên tích thêm. Đấy, khi quét ải này anh em, quét ải tu luyện. Hành trình tu luyện thì sẽ có mảnh tiểu long nữ anh em. Đây, mảnh tiểu long nữ đây. Đây, đó. Quét hên lắm thì được 3 mảnh, còn không được 2 mảnh là cùng à. Nhưng mà không sao, có anh em có thể vào tiệm và mua thêm mảnh ha. Đây, quay free. Ngày nào nó cũng cho quay free 1 lần hết. Tặng cái này mình không biết nâng cái điểm gì nữa anh em nữa, nhưng mà có là cứ tặng ơi, tặng theo sở thích của nhân vật ấy. Đó, mình sẽ thay tiểu long nữ vô em Hoàng Dung ha. Đây, qua đăng nhập 7 ngày nữa nè. Đây, những cái này thì tăng lực chiến đồ ở ngày anh em, thì nó mở ngày thứ 7 thì nó sẽ mở cho anh em những cái thành tựu anh em đạt được, và anh em nhận quà rất là nhiều luôn anh em. Đấy, đủ để anh em hành tẩu giang hồ. Ở trong group thì có ông kia, ổng nói là game này là game dành cho những anh em nào nạp tiền thôi.
thì không nạp tiền thì không sống nổi, không cày được đó. Thì mình xin nói với ông đó là không có đâu nha. Game này thì... Úi chắc cái gì vậy? Cho biết kiếp quá. Hồi nãy mình nói mà mình... Đây nè. Hộp không minh quyền. Mở có thể nhận phối một... Đây anh em ơi. Ủa? Chọn một trong nhiều lựa chọn. Trời đất ơi, tưởng cho nguyên một chiêu ai về đâu. Ai về đâu cho có một quyển anh em bà mẹ. Đó thì ổng nói là cái game này là dành cho ô cha được 15 mảnh tinh két, dành cho những anh em nạp tiền. Ông đó là ông VIP chính anh em. Ổng hay viết cái những cái chia sẻ đồ ngày thứ ba, ba ngày đầu tiên thì nên làm gì đó. Thì nói chung là mình thấy ổng chia sẻ cho anh em cũng khá là nhiệt tình, nhưng mà cái cách nói chuyện của ổng thì mình không có đồng ý ha. Ổng kêu là game này chỉ dành cho nạp tiền thôi, không có dành cho những anh em cày cuốc, nên mình rất là bực những câu đó. Bởi vì mình đang nói, mình đang làm những cái video mà những cho những anh em nào mới chơi và không nạp tiền, mà mình chính mình cũng không nạp tiền thôi. Đó, mình đâu phải là mình không thích nạp, nhưng mà mình không thích nạp như vậy đó, để mà làm video. Và khi mà không thích nạp thì mình chuyên sâu vào game hơn, những cái tính năng và những cái nhiệm vụ mà những anh em nạp tiền bỏ mình sẽ bôi ra mình làm luôn, nó rất là hay. Trời ơi, nó tặng nhiều chưa nè. Thư mời giang hồ, à cái này là để tỷ thí nè, để cái gì đấu trí. À, khi anh em lên level 45 thì nó sẽ mở cho anh em cái đấu trí ha. Đâu rồi, ok đây nè. Đây đấu trí giang hồ nè anh em, cái này thì rất là nhức đầu. Mình sẽ làm video chuyên sâu về nó sau nếu anh em ủng hộ ha. Nhức đầu lắm, cái đó đấu trí giang hồ nhức đầu lắm. À, bây giờ là cái thời gian nhận. Để coi vô coi anh em ngày nào cũng phải thăm những cái hoạt động này nha anh em. Rồi ok, thì ngày hôm nay những cái ưu đãi ngày anh em. Đây thì anh em nào nuôi Âu Dương Phong thì nó mua 300 thì 10 mảnh thì anh em nên mua luôn ha. Đang giảm giá mà. Đấy. Còn bên này VIP chí tôm là nó bán chí tôm mua mới được thôi. Đây không đủ cấp chí tôm nè. Rồi ngày thứ sáu thì cái này là mở được hai lần ở bên Kim Nguyên Bảo, ở bên tướng, mở tướng. Đó. Tính ra là chỉ có 150 mở một lần thôi nên mua luôn. Đấy, úi cha. Chìa khóa bảo học. Rồi ok, 600 mua luôn. Trời ơi, Kim Nguyên Bảo mình nãy gần tới 10.000 rồi anh em. 5 lần 300, ok, 5 lần 300 mua luôn. Đấy, những cái nào anh em thấy cần nên mua thì mua ha. Ngày cái này là mình không có mua, tại cái này kiếm rất là nhiều. Ok, này nạp tích lũy. Này nạp tích lũy không à. Ủa cái gì đây? Kim Nguyên Bảo đổi ra chìa hả? Ok, thì ngày thứ năm nó sẽ cho anh em thêm 40 mảnh cốc Nguyệt Huyên nữa. Thì cốc Nguyệt Huyên hơi hướng của mình thì mình sẽ thay bằng Âu Dương Phong nha anh em. Bởi vậy cốc Nguyệt Huyên mình sẽ ngừng up ha. Ok, tìm lại. Cái tính năng tìm lại thì cũng khá là hay, nhưng mà đối với dân cày của tụi mình á thì tìm lại thì cũng không được bao nhiêu cái kinh nghiệm đó. Không biết cái kinh nghiệm này ở đâu, tại mình làm mỗi ngày đều full hết rồi. Lấy 120 thể lực nè. Trời ơi, 287 thể lực. Những cái thể lực này anh em vào tu luyện và để quét mảnh ha. Những cái mảnh con tướng nào mà anh em cần up và những cái ngọc để anh em up lên tím nha anh em. Đây, đây là ngọc up lên tím này. Anh em quét hết những cái ngọc này để anh em up tướng lên tím đi. Ồ, trả hết luôn rồi, quét tham hết luôn rồi. Đây, hiệp khách. Con nào lên tím mình sẽ cho, hôm nay mình sẽ cho con ai da tiểu long nữ đột phá. Đột phá lên tím luôn nè, chưa gì hết lên tím rồi, mới hiện hình là lên tím rồi. Rồi hôm nay mình sẽ cho con Âu Dương Phong lên tím và tiểu long nữ lên tím. Đấy, lên đi, 3 sao rồi. Hình như hồi nãy mình có nhận mảnh. Bây giờ mình sẽ ngưng thần tiếp. Mua chứ nhận khỉ gì. Đấy, ôi chà, nhìn cũng khá là lực đó. Rồi, em Âu Dương Phong này thì hôm qua mình cũng đã hôm qua clip kia mình cũng đã nói, khi mà anh em đạt đúng cái lực chiến của nó thì nó sẽ cho anh em thêm một mảnh Âu
một con Âu Dương Phong nữa và thêm 30 hoặc 50 mảnh tùy lực chiến của anh em, 350.000 hoặc 400.000 nha anh em. Đấy, đây nè. Là tối hôm nay tối ngày tức là tối 21 giờ ngày thứ bảy mở server, là server mở 7 ngày mà tối đó, đó anh em, là nó sẽ chốt cái lực chiến của anh em để mà nó trao tặng quà ha. Đây, như server mình là server 1 là nó còn có 8 ngày nữa. 8 giờ nó thôi là 21 giờ rồi nè anh em. Đó. Là hôm nếu mà mình nhận được thì mình sẽ có thể up được Âu Dương Phong lên tới 4 sao mấy, gần 5 sao. Đó, 4 sao mấy á. Ừ. Nếu mà mình nhận được cái cú đó đó. Ủa, nhìn lực không, thay Cốc Nguyệt Thiên nha anh em. Cốc Nguyệt Thiên tuy là nó trâu đó nhưng mà nó gây đột biến ở trong cái trận của mình là không có được nhiều, nên mình chắc chắn sẽ trâu, chắc chắn thì mình sẽ thay nó. Ok, hồi nãy nhận được hai tấm này, nãy mua chứ nhận thỉ gì nữa, quay luôn. Trời ơi, được mảnh không vậy? Rồi, 140 mảnh nè anh em, 140 cái mình sẽ quay hết cho anh em coi luôn cho nó vui con mắt. Đấy, trời ơi, được tím nữa kìa. Đây đây, úi trời. Rút 10 lần nữa. Quách tương. Ôi, được là 3 mảnh Lam Đình nè, ngon. Hư chân, ô, được 3 mảnh Tiểu Long Nữ, quá ngon. Anh em nào nhiều vàng thì anh em có thể đầu tư vào đây ha. Nhưng mà mình khuyến khích là không có, đừng có đầu tư nhiều quá thôi, tại sau vàng nó cũng cần thiết á. Ủa ôi, cho mảnh tướng tím cũng khá là nhiều ha anh em. Gì đây, hết hồn tử Tiểu Lâm nữ. Ta là chữ môn chi sơn. Quay bên này nó cho tướng 1 2 sao không anh em ơi. Ừ, hai mảnh Lam Đình nữa. Thằng tướng cùi không hà. Nhưng mà lâu lâu nó cho mình những cái mảnh nó cũng khá là ngon đó. Nhưng mà hồi nãy 3 mảnh Tiểu Long Nữ nữa anh em. Đó, 3 mảnh Hoàng Dung nữa nè. Này quay bằng tiền nha anh em. Đó, những anh em nào mà không biết, không hiểu quay bằng tiền là như thế nào thì anh em vào tiệm ha. Rồi, cái này, úi chà, 15 cái luôn nè. Ok, mình sẽ quay 15 cái võ học cho anh em coi. Tại có 15 chè. Dịch chân kinh. Trời ơi, đào nữa hả? Thiên thu vạn độc. Mở võ học tinh hoa ít 2 đồng thời thêm đạo cụ sau. Ồ. Ủa, còn mấy lần nữa là lần này chắc chắn sẽ được võ học cam. Ok, thử coi võ học gì đây. Thiên hạ vũ cẩu hạ thiên. Hình như là mình đạt tới level 50. Móc level 50 thì nó sẽ đây, tăng cấp nhân quà thì nó sẽ cho anh em một cái thiên hạ vô cẩu thì phải. Theo mình đây, ok. Level 47 chứ. Nó sẽ cho anh em một bộ thiên hạ vô cẩu. Sau khi mua có thể chọn một trong số nó sẽ cho anh em chọn thêm một cái cuốn thiên hạ vô cẩu ha. Võ luyện, ok, quay ế lộn rồi. Quay tiếp, còn có mấy chìa quay tiếp anh em ơi. 6 chìa. Mở gì tặng thiên hạ vô cẩu không? Không biết cái quyển á, hồi nãy mình thiếu là cái quyển gì mà ở trong thiên hạ vô cẩu á. Thì mình thiếu, hình như là thiếu một mảnh mà không nhớ đó là cái mảnh gì ha. Mảnh xuân thiên anh em ơi, mảnh hạ thiên là nãy mình mới quay được nè. Đang thiếu mảnh xuân thiên. Mảnh xuân thiên thì kiếm rồi. Khi mà mình lên level 47 mình sẽ lấy cái mảnh xuân thiên ha, để đạt được cái thiên hạ vô cẩu. Ngọc nữ tâm pháp. Dịch cân kinh. Ê. Có cứ học hết. Ủa đâu rồi, còn một cái nữa đâu. Trời ơi, nâng nè anh em. Nâng về tốn đào tiên mới ghê chứ. Ủa cha, tăng bực luôn nè. Đấy, những cái võ học này anh em tăng bật lên cao thì nó đánh rất là ghê luôn á. Không phải là chuyện đùa đâu, tiêu giao tâm pháp. Đơn luôn, úi cha. Rồi, ok, thì em
Thì Long Nữ này thì mình sẽ thay bằng em Hoàng Dung. Đấy, đây Ngân Thần nữa nè. Đây, thay Hoàng Dung ra cho em Tiểu Long Nữ lên. Bởi vì em Tiểu Long Nữ là chắc chắn sẽ được lên 4 sao rồi. Em Âu Dương Phong cũng vậy, chắc chắn sẽ được lên 4 sao. Khi tối hôm nay, tối ngày thứ 7 và lúc 9 giờ thì nó sẽ cho anh em thêm mảnh nếu anh em đạt được cái lực chiến. Đấy, đây là cái skill vàng rất là ngon luôn nha anh em. Các mô công là skill vàng nè. Những cái con tướng màu tím này là chỉ có skill tím thôi. Đó, nhưng mà nó chỉ có 30 mảnh thôi. Đó, đó là cái hơi hướng của mình. Rồi sau thì mình đây là mình sẽ thay cóc Nguyệt Huyên ra và sẽ thay kiếm thêm một em nội nữa để cho mình có đội hình hai quyền, còn đội hình bây giờ của mình là ba quyền anh em ha. Rồi thì những cái thắc mắc nào á, đây điểm danh nữa này, những cái thắc mắc nào anh em có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới ha. Đó, đó là cái đội hình của anh em như thế nào, còn video của mình làm thiếu cái gì hay là anh em có nhiều cái mẹo hay thì hãy comment bên dưới để mà xây dựng cái cộng đồng ha. Nếu em thấy hay đừng quên like, xem những theo dõi kênh của mình nha, để mình có động lực để làm những video tiếp theo về cái đội hình VIP không này. Đó, thử coi có đánh lại mấy ông nạp tiền không nha anh em. Rồi, cảm ơn.